Đó là hình ảnh chiếc máy gặt Kubota, loại này máy gặt lớn DC70 đang cắt lúa ở trên cánh đồng lúa huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Lúa năm nay là cái vụ thu đông, cái mùa này là mùa vụ thu đông, lúa cũng rất là trúng, những cái hạt lúa nó ống ả, nó vàng tươi và hạt to bung dài rất là trúng. Cánh đồng này chỉ là cái lúa nàng hoa và đài thơm tám. Nghe cô chú nông dân chia sẻ thì nếu mà làm đúng cách thì cái lúa nàng hoa nó sẽ trúng hơn cái lúa đài thơm tám, nhưng mà còn bình thường lúa nàng hoa cái năng suất nó có thể nó khó làm hơn, nhưng mà lúa nàng hoa thì nó có giá, bông mẹ chồng bông con, bông mẹ trên bông con dưới. Lúa đời thơm tám thì nó không được vậy. Nông dân ổng đi dọc dọc bờ để coi những cái lúa nào có nằm sát bờ máy cắt nó không có cắt được thì ổng cắt ổng bỏ vô để cho máy nó phóng cho hết luôn. Chú nông dân ở trên đồng giữa trưa nắng, bây giờ là 2 giờ chiều, nắng rất là kinh khủng. Mình đi ngoài nắng thôi cũng đã muốn mệt rồi, còn những người nông dân họ làm trên đồng như vậy rất là vất vả, một nắng hai sương đó, đầu đội trời đó, giăng nắng đó, chân đạp đất lội sình ngựa bùng. Cô chú kìa, ngồi dưới gốc mít kìa, mới là ra một lúa giống nè, vào gốc mít nè. Chiếc máy gặt tập liên hợp mình ở đây xài thông dụng cái hiệu Kubota, loại này rất là khỏe. Đây, lúa qua ngoài ruộng, và đằng kia một đống, đằng kia nữa kìa, tại ngay mấy anh đó là nó có một cái bò đan, những cái xe đa nó vô nó chở, giờ không có giác gì, giác là đoạn ngắn thôi, hồi xưa là phải giác từ ở trong đồng xa thì cái hàng kể cả hàng cái số giá, phụ nữ thì gánh. Bây giờ thì hầu như đường vào nông thôn thì có bê tông, ngồi gục mít tránh nắng. Chá, bức tường